giáo bị đâm chết vì nhắc nhở hàng xóm hát karaoke gây gồ nào. Bị thầy Phương nhắc nhở vì hát karaoke gồ nào, nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công khiến thầy Phương tử vong. Thông tin đăng tải trên báo Người Lao Động tối ngày 7 tháng 10 tại dãy trọ khu phố Bình Hòa, phường Lấy Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ hỗn chiến dẫn đến chết người. Nạn nhân được xác định là thầy Nguyễn Văn Phương, 28 tuổi, quê ở Quảng Bình. Thầy Phương hiện đang dạy thể dục ở một trường tiểu học của Bình Dương. Khoảng 21 giờ tối ngày 7 tháng 10, thầy Phương nghe tiếng nhạc hát karaoke phía đối diện nhà hàng xóm hát quá to nên đã sang nhắc nhở. Khi thầy Phương qua nhà hàng xóm đối diện thì hai bên xảy ra lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát. Thầy Phương bị hai đối tượng nhà hàng xóm đối diện dùng dao đâm vào người. Sau đó thầy Phương chạy về nhà do thấy máu chảy nhiều. Người thân đã nhanh chóng đưa thầy đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có mặt phong tỏa hiện trường lấy lời khai của những người liên quan để điều tra vụ việc. Hai đối tượng liên quan đến sự việc khiến thầy Phương tử vong là Sĩ và Liêm đã bị cơ quan công an dẫn giải về công an thị xã Thuận An ngay sau đó. Quyết không bán, để bảo vệ hơn 40 tổ ong rừng trong vườn nhà. Một cây gạo trong vườn nhà dân, mỗi năm có hơn 40 tổ ong rừng khủng treo trên các cành cây, và dù được trả giá 20 triệu đồng, hộ dân này quyết không bán để ong phát triển. Cho đến sáng ngày 7 tháng 10, đã có hàng chục đàn ong rừng bay về đóng tổ làm mật trên các cành của một cây gạo ở vườn nhà gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn ở xóm 4, xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Các tổ ong mật đang mỗi ngày mỗi lớn, và các cành cây đang thêm nhiều tổ ong khác. Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem điều kỳ thú tại cây gạo trên. Giới buôn mật ong rừng cũng đến gạ bà Hoàn mua các tổ ong lấy mật, lấy sắc ong, lấy sữa ong chúa. Cũng như các năm trước, năm nay bà Hoàn nhất quyết từ chối bán các tổ ong trên. Bà Hoàn nói liên tiếp khoảng 4 đến 5 năm nay, đến mùa ong làm tổ thì có hàng chục ngàn con ong rừng không biết từ đâu bay đến cây gạo của nhà tôi làm tổ đóng mật. Dù mỗi năm có cả phi mật ong treo trên cây, nhưng chúng tôi chưa năm nào lấy mật, sữa ong chúa. Năm trước, trên cây gạo này, có hơn 45 tổ ong, dân buôn đến trả 20 triệu đồng, nhưng tôi từ chối không bán. Năm nay đã có khoảng 15 tổ ong, treo trên các cành cây gạo. Và các tổ đang ngày càng lớn, lượng tổ ong đang ngày càng nhiều. Có những tổ ong, có chiều dài khoảng 1,5 mét, rộng khoảng 70 cm. Tôi đi mua mật ong, gửi vào thành phố Hồ Chí Minh, cho con cháu dùng, với giá 250.000 đồng, một chai nhỏ, người dân ở đây họ nói tôi. Sao không lấy mật xịn trên cây lại đi mua? Các con của tôi cũng đồng tình, bảo vệ các đàn ong, và bảo mẹ, để ong rừng phát triển. Không bán, không phá tổ ong lấy mật. Hiện mỗi ngày, có thêm các đàn ong rừng, kéo về cây gạo, của nhà bà Hoàn đóng tổ. Sinh sản ong non. Nông dân trồng thanh long đang khóc ròng vì thương lái Trung Quốc đột ngột ngừng mua khiến thanh long rớt giá xuống còn 2.000 đồng đến 4.000 đồng trên 1 kg tùy loại, thậm chí nhiều loại còn không bán được, chín đỏ ngoài ruộng. Giá rẻ như cho vẫn không bán được. Cách đây nửa tháng, thanh long ở Tiền Giang được thu mua với giá 15.000 đồng đến 20.000 đồng trên 1 kg, thậm chí ở Bình Thuận giá thanh long còn tăng lên 23.000 đồng trên 1 kg. Do Trung Quốc ăn hàng mạnh. Nhưng những ngày gần đây, nông dân huyện Chợ Gạo Tiền Giang, nơi trồng gần 6.000 hecta thanh long, đang khóc ròng vì thương lái không đến thu mua thanh long. Theo đó, thay vì được thu mua thanh long ruột đỏ với giá 20.000 đồng trên 1 kg như trước, thì nay giá giảm xuống còn 4.000 đồng đến 5.000 đồng trên 1 kg. Riêng với thanh long ruột trắng, thương lái còn bạc vô âm tín, gọi điện liên tục cũng không đến thu mua. Nhìn vườn thanh long chín đỏ của mình, anh Vui ở huyện Chợ Gạo buồn rầu nói, thương lái nói hiện tại phía Trung Quốc không nhập thanh long nữa, nên họ không có thu mua. Thanh long chín đỏ mà nhà vườn chỉ biết treo lên cây đến nước vỏ chứ bán không ai mua. Tương tự ông Dũng, một hộ trồng thanh long khác ở huyện Chợ Gạo cũng than thở. Ông đang đau đầu vì diện tích 0,5 hectare thanh long ruột đỏ của nhà mình đã đến kỳ thu hoạch, song thương lái chỉ thu mua lại một. Loại 3 trái trên 1 kg, vỏ chín nhưng tay trên trái vẫn phải xanh. Cách đây mấy tháng, cây ra trái thương lái đặt cọc bao toàn bộ, giờ họ chỉ mua thanh long loại 1,
còn loại khác họ không có mua, ông Dũng nói. Nhiều nhà vườn khác cũng thừa nhận thương lái chỉ thu mua loài đạt chuẩn như cân nặng, mỗi trái khoảng 350 gram trở lên, tay xanh, vỏ đỏ tự nhiên, không bị nứt và bệnh năm trắng, số còn lại sẽ bị dạt, tức là không mua. Tôi đã gọi cho nhiều thương lái quen, nhưng mấy ngày rồi mà họ không chịu vào vườn, thanh long chín treo nhiều ngày là nứt liền. Chị Kiều, nhà vườn trồng thanh long tại huyện Chợ Gạo nói và cho biết, để giải quyết bớt lượng thanh long đang treo đỏ vườn, nhiều người chọn cách mang ra ven đường bán cho khách. Tôi cũng phải đem ra đường bán như thế này, giá cao hơn từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng trên 1 kg, mong thu hồi lại được ít vốn, chị chia sẻ. Tương tự, tại Bình Thuận, thủ phủ trồng thanh long của cả nước, nông dân cũng đứng ngồi không yên khi thanh long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng trên 1 kg, việc thu mua diễn ra rất chậm. Theo ông Lê Tùng ở xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, gia đình có gần 2.000 trụ thanh long, lứa này thu hoạch khoảng 3 tấn. Thế nhưng đến nay chỉ mới bán được 2 tấn với giá 1.500 đồng trên 1 kg, còn 1 tấn đang treo trên cành chưa có người mua. Một số chủ vựa thu mua thanh long ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũng thừa nhận họ đang thu mua thanh long với giá dao động từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng trên 1 kg tùy loại. Giá giảm, thanh long chín đỏ vườn không bán được do thương lái bẻ kèo nên một số nhà vườn tại Long An đang trong tình trạng thua lỗ nặng. Trung Quốc ngừng mua để ép giá. Trao đổi với phóng viên, ông Châu Văn Đức, trưởng trạm khuyến nông huyện Chợ Gạo cho biết, năm nay thanh long chín vụ gặp thời tiết thuận lợi, nhà vườn trúng mùa nhưng thu hoạch cùng thời điểm dẫn đến dội hàng. Tuy nhiên, theo ông Đức, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thanh long rớt giá thê thảm là do thị trường Trung Quốc không ăn hàng. Thanh long chủ yếu xuất sang Trung Quốc, bên đó ngừng mua thì nhà vườn mình lao đao, ông nhận định. Thương lái Trung Quốc ngừng mua thanh long để ép giá, hiện giá thanh long tại các nhà vườn giảm gần bằng giá năm 2016. Cụ thể, thanh long ruột đỏ chỉ còn 3.000 đồng đến 5.000 đồng trên 1 kg, còn thanh long ruột trắng nếu xấu thì không bán được. Trong khi đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận cho hay, diện tích trồng thanh long toàn tỉnh hiện lên tới 27.000 hectare, sản lượng bình quân khoảng 500-600.000 tấn. Từ đầu năm đến tháng 9 vừa qua, giá thanh long rất ổn định, thời điểm cao nhất giá thanh long thu mua tại vườn lên tới 20.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, gần đây thời tiết thuận lợi, nông dân đồng loạt không lặt bông dẫn đến sản lượng lớn khiến nguồn cung ứng dư thừa, giá giảm. Trong khi đó, đầu ra thanh long phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc chiếm đến 70-80%. Theo một số đầu mối thu mua, giá thanh long sẽ tiếp tục giảm trong vài ngày tới, khi nào Trung Quốc tiêu thụ hết lượng thanh long đã mua trước đó và quay trở lại thu mua tiếp, thì khi ấy giá mới ổn định trở lại. Trước tình trạng trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận khuyến cáo các hộ dân nên chăm sóc thanh long để khi vụ trong đèn tới sẽ bù vào lứa thanh long hiện tại bị thua lỗ. Bỏ 10 triệu đồng, mua củ cải khổng lồ, chế đủ món ăn dần. Củ cải Nhật Bản rất to và nặng, có củ nặng đến 2 kg. Với giá bán lên tới 500.000 đồng. Loại củ cải này đang được giới nhà giàu Việt đặt mua về ăn, thậm chí có khách còn đặt mua. Tới 20 củ liền một lúc, với giá 10 triệu đồng. Đi làm về, chị Hoàng Diệu Phương Linh, ở Ngụy Như Con Tum, Thanh Xuân Hà Nội. Vào bếp chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Ngồi gọt củ cải, chị khoe, củ cải Nhật, thịt lợn rung quế, để làm món thịt kho tàu ăn mùa này. Là hợp nhất vì thời tiết Hà Nội, bắt đầu mát mẻ rồi. Chỉ vào chỗ củ cải, vừa được cắt ra thành từng miếng nhỏ. Chị Linh cho biết, thịt lợn làm món kho tàu này, chỉ hết 70.000 đồng, nhưng củ cải thì hết, tới 150.000 đồng, vì chúng là củ cải. Chị đặt mua từ Nhật về. Hàng Nhật Bản giá rất đắt đỏ, thường gấp cả chục lần, thậm chí cả trăm lần, so với giá hàng cùng loại tại Việt Nam. Song đổi lại, hàng Nhật lại có chất lượng tốt, và độ an toàn cao hơn, nên chị hay chọn mua về cho gia đình ăn. Như củ cải này, ở chợ cũng bán nhiều lắm, giá lại rẻ nữa. Nhưng ra chợ thì không phân biệt được, đâu là củ cải Trung Quốc hay củ cải Việt Nam. Đó là lý do tôi hay chọn mua hàng Nhật. Theo chị Linh, củ cải Nhật rất to, loại củ chị mua thường nặng khoảng gần 2 kg,
khá giống với loại củ cải khổng lồ, bán tại chợ. Tuy nhiên, khi ăn sẽ thấy, củ cải Nhật rất chắc. Vị ngọt khá hấp dẫn. Loại hàng này, thì chỉ dân bán hàng sách tay mới có. Thế nên, lần nào mua chị cũng phải đặt trước. Và nhờ họ mua đúng loại mình thích, chị Linh nói. Hiện mua hàng sách tay Nhật, thì chỉ phải chờ 2 đến 3 ngày, không lâu như trước nữa. Song giá bán thì khá đắt đỏ. Như củ cải Nhật này, giá tùy vào thời điểm, nhưng thường là 250.000 kg. Một củ nặng 2 kg. Chị phải trả 500.000 đồng, mua về chia ăn được 3 bữa, chị chia sẻ. Chị Khúc Ngọc Anh ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Thừa nhận, dù giá khá đắt đỏ, nhưng củ cải Nhật vẫn được nhiều người đặt mua. Trên thực tế, cửa hàng của chị chủ yếu bán các loại hoa quả, bánh kẹo Nhật Bản và Đài Loan, thêm một vài loại thực phẩm cao cấp nữa. Còn củ cải không phải là mặt chính. Chị chỉ nhập về bán, vì có khách quen đặt hàng. Thế nhưng, thời gian gần đây khá nhiều người đặt mua củ cải Nhật Bản. Thành ra lần nào, cũng bán hết veo vài chục cân. Như hôm vừa rồi, có khách đặt mua, đúng 20 củ cải về ăn, loại 2 kg một củ. Tính ra, đơn hàng lên tới 10 triệu đồng, tiền củ cải. Theo chị Ngọc Anh, củ cải Nhật có rất nhiều loại, trong đó loại chị nhập về. Trọng lượng thường từ 1 đến 2 kg củ, tùy loại. Ghi nhận của phóng viên, tại thị trường hàng sách tay. Củ cải Nhật đang có giá khá cao, dao động 250.000 đến 300.000 đồng kg. Với mức giá này, củ cải Nhật đắt gấp 10 đến 12 lần giá củ cải Việt Nam. Song các chủ hàng tiết lộ, dù giá thuộc diện khá đắt đỏ, nhưng củ cải Nhật vẫn được dân nhà giàu rất chuộng mua về ăn. Nhờ đó, có đầu mối bán cả tạ củ cải loại này mỗi tuần.